Cho ba đứa ăn ha. Mẹ chiên thịt bò steak cho ba đứa ăn ha. Đây của này của Henry. Ở sao Henry không ăn mấy cái ớt? Dưa leo không con? Ăn. Nè dưa leo nè. Dưa leo cắn nguyên trái còn đâu làm sao? Đâu có cắn dưa leo ăn không? Cắn. Dở lên, kéo mạnh ha. Cứng quá à. Nè, dưa leo nè, lấy nguyên trái nhỏ nhỏ vậy cắn ăn. Rồi cà chua nữa. Ây da. Đã chiên steak cho ba đứa ăn, đô hồi nãy ăn rồi. Xong rồi giờ về hai đứa về đó, kêu đô ăn chung nữa đi, rồi ba đứa ăn. Rồi ba đứa có nói chuyện chung không? Anh Vị có với Cindy có nói chuyện với đô không? Không à, đô con hỏi bằng tiếng Việt đi. Con làm quen đô thử đi, con nói chuyện mày nghe. Con nói chuyện với đô á. Con hỏi anh đô học lớp mấy? Con hỏi anh Bon, Bon á, kêu Bon đi. Anh đô có tiếng Anh là Bon. Tên tên Mỹ là Bon, kêu Bon đi ha. À, hỏi anh Bon học lớp mấy? Hỏi anh, hỏi Bon học lớp mấy Bon? Hỏi đi, hỏi bây giờ. Hỏi bây giờ mất cả hả? Rồi coi như ba anh em đi. Bon là anh lớn nhất. Ha. Rồi tới con, rồi tới Henry. Bị nạt đi nha. Thấy không? Ba anh em. Vậy là mẹ chị Bi nãy đi giang. Nó dựa theo Bon đang cho nó. Mày đi giang cho. Đi giang hồi nấu cho con ăn sườn heo chứ con không phải được ăn steak. Ok, chúc bà bá cho con. Chúc bà bá cho mỗi đứa một miếng. Bà bá cắt cho mỗi đứa một miếng. Đó, Bon cắt ra kìa. Đó, steak nhìn nó mềm. Thịt bò để mềm quá trời luôn. Cái gì mà nó hơi... Hả? Hay sống hả? Không phải cái dao này nó thì cái dao đó nó hơi mềm quá hả? Để con Hằng kiếm cái dao cứng ra. Không, được, được, được. Được không? Rồi, ít không nói tặng cái gì. Nó hơi mềm quá vậy, khó cắt. Đó, rồi ông Henry cắt kìa. Henry ăn thêm rau nhiều vô đó con. Nè, ăn cà không? Mẹ lấy cho. Ăn cà chua ha? Dạ. Đó, lấy cái nĩa, ghim nó vô. Rồi, xin đề có ăn trái nè không? Phải ăn nhiều nó mới có vitamin con. Bon nữa. Nè. Ăn trái cà này ăn sống nè Bon. Dạ con biết. Bỏ vô cái dĩa. Tại con cũng thích ăn cà. Vậy hả? Nhưng phải ăn. Dạ. Ăn cho nó có đủ chất á. Con biết. Thịt nạc ăn được hả? Không. Chó không ăn tomato. Thịt bò dĩa sống không? Con ăn được, con không sợ hả? Ăn được. Ngon không Henry? Tóc Henry có trim lại không? Hả? Có không? Có hả? Chưa. Ủa chưa sao nó gọn quá vậy? Ủa kìa muốn uống giống kiểu Bon không? Là... Muốn uống tóc vậy không? Này là curly hair. À curly hair đó Henry muốn vậy không? Không hả? Rồi bây giờ lấy đồ bịt 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 giờ ra để làm gì vậy? Của Henry đỏ vậy con sợ không? Ăn đỏ vậy được luôn đúng không? Cái gì con? Ăn bánh mì không? Có bánh mì. Giờ này là 5 giờ rồi. 5 giờ là ăn chiều luôn rồi ha. Tối đói bụng thì ăn bánh thêm hả? Uống sữa. Hoặc là cereal đó Bon. Con bỏ sữa vô ăn với cereal. Cần ăn uống ly sữa với ăn kem. Bữa tối đói bụng uống sữa với ăn kem. Hoặc là lấy bánh. Lấy bánh ăn snack, uống chuốt. Miếng của Bon là chín nhiều rồi ha, không có đỏ ha. Dạ đúng rồi, chín nhiều. Ngon ha. Bò mềm nữa. Đây nè. Ok. Nè. Cái quần áo mày dơ như vậy đó. Nè. Hey. You want my tomato, Henry? Lấy kéo cắt đi không? Sống đàng hoàng đi ha. Nói rồi, ok.
là tập trung qua bển và sống tốt chứ không phải đây. Anh Don không có cho vô nhà nữa ha. Vậy thôi. Cái cà chua. Cà chua chua à? Ăn kẹp với thịt. Mà không nó không chua mà. Nó kỳ. Nó kỳ à. Phải tập ăn con chứ đó là loại cà ở đây mình ăn. Anh sống chơi vậy cà nhỏ nhỏ đó. Cảm ơn. Nè con có mấy cái khô bò rồi nè, con khô bò thôi, cô Hằng là bỏ này trong phòng khô bò đó. Biết không? Dạ biết nhưng mà thôi, chắc là không thích à? Nhức răng. Ngay cứng cứng thì nhức răng ha. Không ăn để hồi đem qua bỏ cho mấy ông kia. Ô, có bò này không có mùi gì vậy hết, đang không có trong bên nạp miếng. Biết chết kìa. Ok, xin nào ha, nó không có gì phải không? Xin có. Đâu có chào đây. Hả? Có ồ, cái này có ra lệnh không? Nó để hồi kia chưa nào mà. Bò không đó ha? Không có garlic powder. Ok, garlic powder thôi, gì không cho ăn. Biết mặn quá. Ừ, ok, mặn quá nó ăn nó sẽ bị bình thận. Chó nó ăn mặn quá nó sẽ bị bình thận. Cho nên là không có cho ăn ha. Ủa chuối này nè, để ở đâu? Tụi con có uống nào? Con có uống nào? Này của đứa nào? Con uống ở đâu, lấy ra bỏ đó để mà bỏ trong tủ lạnh nha. Đó, để uống. Ủa mấy cái nước ổi đâu con, ở ngoài tủ ngoài hả? Nước ổi hết hả ông Đơn? Nước ổi. Nước ngoài chứ còn không còn thì hết. Uống uống 2 can mà đâu có. Uống dữ lắm. Vậy là để tủ ngoài á. Để tủ ngoài uống hết bây giờ vô. Mẹ bỏ được tủ lạnh nè. Cam này cam organic nè. Ở bển á, mua cam này bữa chia nhau á. Ở bển á, uống sơ qua cái uống hết liền cái thời luôn. Ở bển uống cũng như là dữ lắm luôn. Nguyên khó đẹp. Mình nhau là cho tủ lạnh đó, sao tụi con không có ăn vậy? Thằng Bon con cũng muốn ăn trái cây hả? Đúng rồi, ướt ăn. Phải ăn con? Dạ. Phải ăn trái cây nha. Hồi bữa đó coi có mấy cô chú ngồi cho Bon 100, 200 gì đó của Hằng quên nè. Để bữa nào của Hằng đọc tên cái con cảm ơn mấy cô chú nha. Dạ. Đang để có tiền mình mua thêm gì nhập học tới nè, mua gì thêm mua. Rồi không có cô chú thì vậy để cô Hằng mua lo cho chứ. Mẹ con nhắn tin, mẹ Bon mới cười gửi Bon cầm qua 1,000 kêu của Hằng qua đặng có cần gì mua. Mua cái gì đâu, 1,000 thì giữ đó đi để đó cho con chứ của Hằng mua nuôi con được thì đương nhiên là đâu có 1,000 đó đâu, thấm thía gì phải không? Đó. Còn đó là để đó đi, mẹ con gửi qua là cách để đó thôi phải không? Ừ. Còn cô Hằng á là lo cho con là đâu có cần tính toán đâu. Cô Hằng đã nhận con rồi, cô Hằng không có tính toán là mẹ con nhắn tin kêu mua cái gì lấy tiền nó mua. Nói thôi đâu có nhiều đâu hả, đâu có nhiều đâu mà lấy tiền phải không? Cô Hằng nuôi lo nhận con có nghĩa là cô Hằng lo cho con giống như là hai đứa này vậy nè, Cindy với Henry nè, hai đứa này ăn gì còn ăn nấy đó, thấy không? Mua đồ là ăn chung ở nhà chung đó. Rồi cũng lo đi học đồ vậy đó, đưa đón đi học đồ vậy đó, thì cũng giống như là giờ có 3 đứa con nhưng không phải 2 đứa. À, giờ là có 3 đứa con rồi, con là con trai lớn nhất, thấy không? Nó ăn thịt bò thấy không?
Ngon ha. Ngon. Ok, ngon, để bữa nào có hàng đi Costco mua làm nữa cho ăn. Ướp xong rồi đem về chiên steak lên cho ăn vậy đó. Nó ngon luôn, Henry chưa xong hả con? Khô quá Henry. Khô quá không con? Khô quá bỏ miếng gì dầu không? Bỏ tương ớt vô. Cần bỏ gì dầu nữa không? Thôi đừng ăn mặn quá, no good. Oh, baby eat bread. Baby ăn gì vậy? Ăn bánh mì. Ai cho vậy? Henry. Bà Peanut lúc này là được thả rồi hả? Freedom rồi hả? Dạ. Yeah. Peanut lúc này được freedom rồi, thương quá, không có cọc cổ nữa. Peanut? Soy sauce đã bẩn rồi, thôi được cưng như vàng. Con nhớ soy sauce không? Con nhớ. Nhớ hả? Ok, để thì mời mày ẩm nó về ha. Ừ. Mày ẩm nó về cho thăm mày ẩm qua lại ha. Ừ. À, có nó là bảnh nó chạy hủ hỉ cũng vui. Đơn đây lấy hẹn tắm Peanut đi ha. Để dơ quá tội nghiệp nè. Phải đi lấy hẹn tắm á. No sting for tắm you. Rồi cắt móng, chà găng. Tắm rửa về sạch sẽ lắm. Bây giờ chân cẳng quá trời rồi, tội nghiệp nhỏ quá à. Bây giờ tội nghiệp. No steak. Yeah, no. Tại có tỏi không cho ăn được con, chứ không phải là tiện không cho con ăn. Tại ướp tỏi á, sợ thì chảy. Chứ không phải là tiện không cho con ăn, hiểu không? Ăn có tỏi vô thì chảy. Now you're crying? Because you can't eat steak? You say Cindy, give me steak. Yeah, bà này nè. Bà này nè, bà này nè, bà này kêu mẹ nha. Trong ngủ chương. Ồ chân con, chân con luôn. Bà Vy kia đó, bà Vy cũng kiếm ăn. Bà Vy kiếm ăn ra kiều kiều á. Nó kiều kiều lên kiếm ăn. Ăn rồi làm homework hả con? Rửa mặt chưa? Đi học gì phải rửa mặt cho nó tỉnh mới làm homework ha. Còn thằng Bon á thì mai mốt làm hôm quốc về cái nào không biết hỏi chú Don ha. Tại mới học về đâu biết gì đâu, đâu biết tiếng Anh tiếng Ngu gì đâu. Trời ơi, bà bé Bì cũng móng chân dài quá rồi. Cái này là phải lấy hẹn cắt cho con Bì chứ ghê quá rồi. Tội nghiệp dữ gì nè trời. Đó là con cái nào về không biết, mai mốt hôm quốc về hỏi chú Don. Không biết. Bon là về hình như là phải học chữ thôi à. Thì học giống như học DSL rồi. Hình như nãy em vô lúc nó test con là có hiền nhỏ cũng y chang luôn. Cũng mới qua y chang vậy đó ha. Con không biết nữa nhưng đúng mà rồi. Việt không Nam hả? Nó mới qua sao nhưng mà nó là Việt Nam. Việt Nam nữa đó thì sắp lớp là chung vậy đó. Không biết gì hết để vô học lớp cho dễ á. Là y chang vậy luôn ha. Nói là y chang con vậy luôn. Y chang luôn. Đó, này lo cho nó đi coi phải chờ cái giấy chỗ chích ngừa. Mà bữa nay lễ người ta đóng cửa rồi, người ta không có sen. Bữa nay lễ mà tùy theo trường học nghỉ, tùy theo trường không có nghỉ hả Cindy? Dạ. Có giấy chích ngừa thì trường học nó mới cho vô học. Vậy bữa hổm dẫn đi chích ngừa đó. Phải chích ngừa ở đây hết á, trường học mới cho cho đi học. Rồi ha. Rồi tối cái đó bụng thì đi ra lục trái cây, lục bánh này kia nọ ăn. Rồi ăn tùm lum hết trơn. Ăn cái gì là ra tự kiếm, dở tủ lạnh kiếm ăn cái đó. Đói bụng con lấy sữa mà ăn với chi rồ cũng ngon, cũng good. Còn cái chuốt đó. Chuốt nào? Ủa cái chuốt mà không cắt đâu hết thằng Đòn. Mấy cái chuốt đó cắt đâu hết rồi. Nước trái cây á. Nước trái cây em bỏ vô dưới cái bồn đó. Không phải mấy cái chuốt trong bịch á. Vậy hả? Có loại trong chai nữa. Trong chai nhỏ nhỏ đó. Chai lùng lùng bữa đó giống như cái gì smoothie hả? Mẹ mua về Costco đó. Rồi chưa?
không có biết được, không có sai ao được. Không biết sai ao. Cái nào cũng sai ao, mình làm thêm một cái account á. Yeah, làm thêm một cái account phải coi. Làm thêm là có nghĩa làm thêm vô cái phone này nè. Làm vô thêm vô phone này nữa. Với lại tính sang luôn hết, tại phone này nó cũ quá rồi, làm lên livestream cái gì nó mờ lắm. Is that iPhone 15? Cái này không phải 15 con. 14. Cái này không phải 14 luôn, cái này 7, 8, 10. Không, cái này 14 hả? Còn cái này cũ lắm rồi, thành ra giờ nó mờ. Nó mờ, không thấy gì trơn. Are you sure? I thought they switched to the USB-C on 15. No, this is 14. No, 14. 13, không tới 14 đâu. Tết trên à? Mẹ nhớ vậy? Nhớ cái cam. Phải không? Ừ, cái này 13. 13 hả? Còn 14 là nó không có. Ừ, cái đúng rồi, cái này 13 hả? 14 là mất tay. 13 không có nơi, cái này không phải 14. 14 mất tay khỏi rồi. 13 hả? 14 mất. Còn 15 là... mới mua mà 14 đó. Ủa? Mới mua là vậy cái đỏ à? Bên kia kìa. Là chưa xài tới. Đỏ bên kia ừ, chưa xài tới. Còn cái này là 13 à? Nè, đúng không? Ờ, cái này 12 à, ý là 12 à. Ờ, vậy hả? Ờ. Còn cái kia chưa xài nữa kìa. Cái đó là 14 á. Cái kia tại vì cái app á, nó bắt trả tiền. Nó biết làm sao nữa. Ờ. Yeah. Để mất mua 15, 15 bằng hồng. Ủa con nói TikTok, con biết con nói TikTok kiếm mình livestream á, kiếm tiền ở đâu bon? Mà là livestream chỗ nào? Không mà con cũng biết. Cô Hằng có livestream nhưng mà không biết cái TikTok của Hằng nó cho like không? Cho like rồi. Nó cho like à? Bao nhiêu ngàn mới được like TikTok, tại của Hằng không có chơi TikTok. Con cũng biết nữa nhưng mà không biết sao mà tao mới cho mở like á. Nó cho like rồi, chắc từ hơn 1.000 theo dự lượt theo dõi cũng giống YouTube hay sao á. Con cũng không biết. Nè, có Hằng livestream được nè. À, có Hằng like từ bên đây nè. Ờ, vậy nếu mà con Hằng like được thì like. Like được á, like rồi, like hoài à. Dạ, like được thì like bình thường hả? Ừ. Nếu donate là, ta donate là ta sẽ cho mấy cái cho cái gì nữa, mình tìm lại tìm ở đâu chứ. Để con. Từ từ, cái này để chắc có gì con hỏi lại. Con coi của con coi, ha, con coi bên TikTok của con coi. Tại vì cô Hằng chưa có chơi TikTok thường, cô Hằng đâu biết đâu. Cô Hằng like được. Cô Hằng like được lắm gà. Nhưng mà cô Hằng like có ai tặng mấy cái bông hồng luôn? Có. Ờ đó, đó. Ủa cái đó là tặng tiền hả? Đúng rồi, cái tặng là... bông hồng rồi tặng cái gift trong cái hộp đúng nữa. Rồi, mấy cái đó nhưng là... mà lấy ra từ đâu? Đâu dạ. Biết. Từ cái này để con hỏi chị luôn. Ờ vậy hả? Con hỏi chị con nghe. Cái đó là tiền donate á. Ờ vậy hả? Ừ có cho nhiều lắm luôn á, hai ba người cho vậy á. Đúng rồi, nếu mà cái đó cô Hằng đổi ra cũng được tiền á. Ờ vậy hả? Ừ, nhưng mà số lượng nó chắc không nhiều đâu. Ờ tại đó chưa TikTok còn chưa có được cái lượt fan nhiều. Nhưng mà vậy là donate được đó. Vậy là, hả? Là donate á, cái đó là tiền donate đó. À, vậy hả? Vậy con tạo trang TikTok con lên đi, bữa nào con với cô Hằng like để cho con có được donate con kiếm tiền. Ai biết đâu con lên con thành hot boy rồi, cô hot. Con đâu có like được đâu. Hot TikTok. Thì bây giờ con lấy trang TikTok của con, cô Hằng xin lượt follow cho người ta vô follow con. Rồi con đi học, rồi cuộc sống của con rồi này kia con làm TikTok thôi. Khỏi làm YouTube, tại nó phiền lắm, nó phiền phim lắm. Còn TikTok chỉ được một đoạn ngắn với con livestream là con kiếm tiền donate được à. Ừ. Có gì đâu. À, mai mốt thành người nổi tiếng nữa. Vì con biết bao nhiêu người tuổi trẻ nó kiếm tiền trên TikTok, nó buôn bán đồ. Khi nó nổi lên rồi nó buôn bán được biết bao nhiêu. Nhưng mà kiểu như con... Con giống như con không thích cái mạng xã hội mà lên nói chuyện rồi. Con không thích... kiểu như làm quan hệ công chúng. Ờ con không có muốn làm người nổi tiếng. Dạ đúng rồi. Bây giờ con lên YouTube của Hằng con đã nổi tiếng quá trời rồi. Không có quay nó, cái mẹ nó cứ nói nhắn tin chị Hằng không có quay đô nữa ha, quay đô để em coi. Đó đâu. Trong khi đó là mẹ nó thì muốn quay nó, nói là lên cho bà con, mấy bà con cô bác coi, cô dì chú bác ở Việt Nam coi. Đó. Nó không ngại á, chị Hằng lu bu, chị Hằng không có quay đô bên đây ở nhà với chú Don, đi đâu chú Don cũng chở, đi làm này đi làm kia, đi chích ngừa, đi lo này kia, thủ tục đi học. Còn chuyện đi chính phủ thì xin được cái bảo hiểm thôi, để có bệnh hoạn khỏi tốn tiền vậy được rồi đó. Còn gì của Hằng lo, that's okay. Còn nợt này nữa, nợt này ai lo, nợt mẹ lo. Phải không nợt? Bây giờ con nạp được freedom rồi. Rồi con nạp được thả freedom rồi. Bà con cô bác luôn. Mình leo lên thôi. Thôi vậy ạ. Con đi tắm. Ừ đi tắm đi. Đó, bye bye mọi người. Ừ. Nãy về dọn dẹp vào.
ăn dẹp nhà cửa nấu ăn cho tụi nó, chiên thịt bò cho tụi nó ăn. Còn ông bộ con ở đây dõng dẻo, thấy nói chuyện với Đô nó cũng ganh đó nè ông Đôn, ngộ hết hồn luôn. Nó thấy quan tâm Đô chịu lại chụp ngang luôn, đâu bấu mình lên là ý nó nói là nói chuyện với Đô nó không cho luôn á. Trời đất ơi, sao mày ích kỷ gì mày, mày ích kỷ dữ trời vậy mày. Hả? Sao mày ích kỷ quá? Tao chịu ổn. Sao con ích kỷ quá vậy? Mẹ lại gần Henry xin đi con cũng không cho. Con dành mẹ mình nên con hả? Nó dành mẹ của mình ăn chơi gì à? Còn ở ăn thịt dương à. Ăn thịt nha, ăn thịt nha, ăn thịt quá. Chị chúa là bởi vì ghê quá lắm. Cũng vô chồng vô 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 vô. Thì con ngủ với ai? Thả ngủ với con. Thiệt luôn hả? À? Nó không có thấm ghê quá sao con cho nó ngủ với con? Thương Phi nợ. Con thương mẹ nợ hả? Dạ. Thì ai cũng thương nhưng mà con cho nó ngủ riêng. Mà không thương Phi nợ. Trời đất ơi, nó cho ngủ với chó không? Người sao đây mọi người già này ngủ với chó không à? Nhà này ngủ với chó hết trơn rồi đó. Rồi con xôi xót đi qua bển lại giờ đu với thằng sĩ, ngủ với thằng sĩ không à đó. Nó đi kiếm thằng sĩ tối ngày, không có kiếm hằng. Trời đất ơi, thì ngủ với thằng sĩ không à. Còn chó nhà này thì ngủ trên giường với tụi nó kìa, với hai đứa nhỏ kìa, nó cho ngủ với người không à đó. Coi như ngủ với chó hết rồi. Trời đất ơi là trời, con tôi thiệt là tình nó thương chó. Nó đây lấy mẹ nè. Không mà chó thiên thương thiệt mọi người ơi, thương như người vậy, đâu coi nó là chó đâu. Mẹ không biết nữa coi. Tôi chua ăn thịt chuông á, thịt chó. I love you. Nghe nó ăn thịt chó ghê quá. Cái ghế của nó đó, nó ngồi giúp banh trình hết trơn nha. Nó cắn cái sofa này mà ngon lành mới tin cắn, còn cái sườn không. Còn ghế như vậy là nó xử 3-4 cái rồi. Mua cái ghế quay quay ngồi vậy nè. Mua online cho thằng Đô cái ghế trên đó. Mua rồi. Ừ. Đó là nó xử nó cắn còn cái cùi không, về chưa được ngồi nữa. Là nó cắn còn cái cùi không. Đó vậy chứ đâu có bị đánh đâu, thương lắm. Cắn phá hoại vậy chứ đâu có bị đánh hồi nào đâu, không có bị đánh. Đừng cho mấy con chó cắn nữa nha. Với lại thằng nói là để thằng đi Nam Cali về, bắt đầu là thằng mướn thằng trainer tới giục đồ ở đây. Giục đồ phía sau giường mà của thằng Lách lôi về đó, với lục giục đồ trong nhà này bớt. Đó chứ quá trời quá đó, gã Lách nó lôi về nó làm thành chuồng heo chuồng bò chứ không thành cái nhà nữa mọi người ơi. Ê gia nãy giờ về là thằng khóc lóc với nó không biết bao nhiêu rồi. Thằng nói giờ nếu mẹ nghe lời tao thì tao buông thôi. Mà thấy chịu không có nổi đi lấy ok đi ngang đi, không có thấy đâu. Không có sợ thấy. Thằng cứ nói là về tội nghiệp, cái đi lấy đồ cho ăn. Nó chiên steak cũng lấy steak bò để riêng cho nó miếng cho ăn. Đâu có thấy chịu không có nổi. Mà thằng nói nếu mà thằng bỏ nó khi nào thằng không có dòm tới nó, chứ mà dòm tới nó thằng chịu không có nổi rồi, hỏi làm sao mọi người. Biết là cứng rắn lắm, không gài 3-4 ngày không cho nó vô nhà rồi. Thằng về thằng không dám ra phía sau, sợ thấy nó là bắt đầu là cho vô nhà lo. Xong bữa nay bắt buộc đi ra sau nhìn nó rồi thì cho ăn uống, cho tắm rửa, rồi lấy đồ ăn để phía sau, rồi ra ngoài nữa. Ngoài sau giường có võng có đồ đó. Đó giờ ra đó trời, kêu qua bển đó. Tuyệt tình. Thằng nói hết nó rồi, nó anh đôi nó cho vô phá quá trời quá đất rồi. Nó phá như vậy chứ phải mà nó không phá á thì đó ok. Nếu như mà nó không có phá á thì sao cũng được trơn á. Mà nó phá quá trời luôn. Tại vì nó hút vô thì nó phá, mà nó không hút là con người Alex. Thằng nói quá là tuyệt vời. Thật sự thằng nói nếu Alex cai nghiện được, Alex thằng đứa con ngoan của gia đình Alex, Alex không cần đi làm gì hết á mọi người. Cái này mình nói thiệt mà. Mà cuộc đời nó chắc đây là cái nghiệp của nó, với một cái số phận của nó. Nó biết, nó biết cái đó, cái là chắc cũng là cái nghiệp. Chứ nếu dễ như vậy nó cũng nghĩ tới tương lai của nó chứ, sao mà không nghĩ. Nhưng mà đối với nó nói nó cố gắng hết sức rồi mà nó làm không nổi. Mà về bỏ nó thấy chịu không nổi mọi người. Lấy đồ ăn, kêu vô tắm rửa cho tao đi. Rồi lấy đồ ăn, lấy nấu Quỳnh Thánh cho ăn. Ăn xong rồi đem bánh, đem nước đá, đem đồ chuối trái cây đem ra ngoài, để ngoài đó.
Rồi xong nãy vô đó nấu mì nữa, lấy thêm một ly mì nấu ăn nữa, rồi xong Hằng lấy thịt bò xếp cho nữa. Nhà ăn cái gì nó ăn cái nấy, nó còn ăn hơn nữa mọi người. Nó tủ đá nó ở trong nhà nó lấy về, nó ăn mình không nói. Nó gã đá rồi hết đem đổ bỏ. Gã đá rồi hết là hư hết rồi. Nó phá vậy đó. Nó phá là tại vì nó hút nó phá. Chứ không phải là nó bình thường thì nó không có phá, nó rất là hiền luôn. Thiệt tình luôn, cái này là cái nghiệp luôn đó, Hằng cũng không biết phải nói làm sao nữa. Mà năn nỉ nó hết lời rồi đó, kêu nó suy nghĩ đi. Rồi nếu chịu là đi qua bánh để cai nghiện chứ không thể nào sống gì trơn. Không thể nào sống như vậy mà chịu nổi hết trơn. Ok, bây giờ đi về bển, lo cho mấy ông cô nội bển. Bỏ nhà bển thì cũng không được. Nhà bển không có Hằng là cũng không được.